Chào mừng tất cả quý vị anh chị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước được những gì sẽ đến trong tháng 7, quý vị và các bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 7 âm lịch. Như quý vị đã biết thì tử vi học là bộ môn khoa học đầy đủ và chính xác cũng như là cặn kẽ nhất về mệnh lý của con người. Và khi xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 7 này, quý vị sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các phương diện chính, đó là tiền tài, gia đạo, tình duyên và công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe của mình. Qua đó sẽ giúp quý vị có được những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Và trong phần luận giải về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch này, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị về vận hạn cũng như là phương pháp hóa giải để quý vị có thể có được những bước đi đúng đắn vững chắc nhất trong tương lai. Nắm được thiên cơ và từ đó hành sự sẽ được thuận lợi hơn. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài luận giải đến từ thầy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách của những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 mệnh Đại Lâm Mộc có phần hướng nội, trầm tĩnh, ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn hướng tới sự phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế để lùi. Có như vậy họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Thìn sinh năm 1988 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần, lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập nơi vui chơi, giải trí, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Thìn cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận. Xem tử vi năm 2022 thấy rõ, vào tháng này cục diện bán tam hợp mang đến nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của quý vị Mậu Thìn sinh năm 1988. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Gia chủ sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có lợi nhiều, tỷ lệ thành công cao hơn. Gia chủ mưu sự dễ thành, chí lớn được thực hiện. Nhiều không gian thăng tiến, bản mệnh sẽ thấy nhiều việc khó khăn trở ngại trước đó nay đã tìm được phương hướng phù hợp để khơi thông bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa, gia chủ còn phát huy tối đa trí sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý mọi việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng của cấp trên cũng như sự đồng thuận của cấp dưới, con đường phát triển càng thêm hanh thông. Tuy vậy, tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Thìn cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà phát triển, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính năm 2022 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được nhiều khoản lợi nhuận khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn, đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nên nhớ, quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần bạn phải chủ động giành lấy về phía mình. Cũng cần chú ý tháng này không thích hợp để mệnh chủ Mậu Thìn đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ dù là làm bất kỳ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không bạn sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của con giáp Mậu Thìn không có điều gì đáng lo ngại trong năm 2022. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa nhưng đều là qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là phụ nữ mang thai, rất dễ nguy hiểm dẫn đến thai nhi. Các quý vị gia chủ Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập, bạn bè, nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình, bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người mà mình mong muốn. Người đã có gia đình chung, gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm ốc thượng thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy đó chính là bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn và chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù là khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người, mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng rằng là thông qua việc luận giải tử vi của tất cả quý vị tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị ở phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.